Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Lâu rồi thì mình chưa làm về vì tưởng là Narok. Thì ở clip này mình sẽ làm về đó là Narok nhé. Chắc chắn một điều rằng Narok thì đó là đi rừng thôi. Nhảy nhẹ đó là một xíu nào. Anh em quay lên, quay lên. Ok, thì một ngày thì mình xin chúc toàn thể anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công nhá. Thì liệu đó là Narok ở mùa 17 này nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao? Thực tế thì mình cũng đã nói rồi chứ là nhiều rồi. Điểm mạnh của nó đó là giai đoạn đầu game thì khá là ổn, khá là ok, khá là mạnh. Mạnh thì cũng không phải chứ khá là ổn. Nhưng mà càng giai đoạn về sau khi mà kéo dài về lead đấy thì nó là yếu dần theo thời gian nhá. Thì ở trận đấu này bên kia chiến tuyến đó là anh chàng Ngô Khống. Một anh chàng giai đoạn đầu game thì không phải là mạnh nhưng mà giai đoạn về sau thì nó gõ cho mình bốc hơi luôn ấy. Nhưng mà cũng tùy đó là ai ở thế chủ động nữa nha anh em. Nhiều bạn đó là bảo mình có biết chơi nào hay không. Thực tế thì biết chơi thì tất nhiên là sẽ biết chơi thôi. Quan trọng là mùa có dẻo, quan trọng là mùa có ổn hay không. Thì đó là một câu chuyện khác. Cứ tưởng đó là chơi nào là sao cướp rừng được của tém địch ai dè. Mình chơi nào mà mất luôn đó là con búa đỏ rồi. Tém địch cướp mất búa đỏ rồi anh em à. Mà chắc chắn thì mình không được lên level 4 nơi phát này. Thì liệu cướp được búa sánh của tém địch hay không. Hất tung nhẹ một phát này. Rất may anh em ạ, tuy là mình không cướp được búa sánh nhưng mà mít tém mình đó là giá ta thì lại cướp được. Vậy là quá ok rồi. Bây giờ mình lại hỗ trợ nhá, không biết có lùm được màng nào hay không này. Ngô khỉ này, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Ôi, con xỉu máu kia, tiếc cực kỳ luôn anh em ạ. Mình không dám láo vào ấy, pha đỏ có lên level 4 là ngon rồi. Pha này bắt này, bắt này, ôi. Lại con xỉu máu tiếp, có vẻ là trận đấu này tém địch hơi đỏ ấy. Vừa ăn được bơ đỏ nên là tém địch gọi là xíu đỏ luôn. Thì bây giờ mình phá một xíu nhá. Mình tính đó là chiếu cuối chưa lên cấp. Trời, chơi nào mà 2 phút đó là 15 giây. Đó là chiếu cuối chưa lên cấp. Nhưng không vấn đề gì cả. Ăn được con rồng này lùng ngay đó là màng của grab của tém địch nữa. Cái tôi đó là sáng kéo bua này. Cái tôi đó là kéo mình này. Nói chung ná là một vị tướng khó chơi nha anh em. Mình khẳng định là ná là một vị tướng khó chơi. Để chơi được tốt ná và múa dẻo ná thì thứ nhất đó là anh em phải chơi nhiều. Thứ hai đó là kỹ năng anh em tốt. Thứ ba đó là màng phải ổn. Thứ tư đó là máy phải tốt. Rất chỉ là nhiều yếu tố anh em ạ. Nhưng vì tưởng đòi hỏi đó là kỹ năng cơ động thì đòi hỏi rất chỉ là nhiều yếu tố để anh em có thể thành công. Ở trận đấu này ấy, ôi, mất luôn đó là con búa xanh. Ná mà mất búa xanh làm gì chơi. Gắt thực sự anh em ạ. Căng căng quá anh em ơi. Ăn được con rồng, vừa ăn được con rồng farm xong con búa đỏ thì sáng đó là búa sánh của mình. Nó lùm mất rồi. Ai ăn búa sánh của mình nhỉ? Ai ăn nào, ai ăn nào. À, ông chàng Natalia nhá. Mình nhớ rồi nhá, nhớ rồi. Chơi nó, chơi nó, chơi nó. Đúng rồi, chơi nó. Ôi, tưởng là vào cả S được màng ai dây là không được rồi. Mất búa đỏ chả này. Quay trở lại đó là mất búa sánh nữa. Ok pha này. Ôi, liệu có bắt được ai không? Xa thủ của tém địch này, hất túng này, gươm hành quyết này. Thôi pha này lui ra thôi. 36 kế. Chuồn là thường sách, ai nhanh thì người đó sống nhá. Tém địch thì rất chỉ là đông luôn. Còn tém mình thì thứ nhất đó là ít người, thứ hai đó là cùng thấp máu rồi. Ở trận đấu này thì thực tế thì tém mình hơi xấu một xíu. Đó là không có SP chấn chỉnh anh em ạ. Rio mà đi SP thì nó cũng lên đàm thôi. Mà anh em cũng biết rồi, lên đàm thì tất nhiên thì đồ chống chịu tém mình rất chỉ là yếu luôn. Thì tất nhiên đó là cũng như các trận đấu khác thôi. Mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho nó nhá. Ok thì hiện tại đang thấy đó là A Thu rượt đuổi. Đó là Zena tém mình. Ôi ôi, A Thu chơi luôn, Zena đâu rồi. Nhưng mà A Thu nó trấu của anh em ạ. Nồi tài của nó ấy. Đó là giáp anh em. Nên là mình cũng chạm mặn ma gì đánh A Thu cái. Thực tế không phải không mạnh mà, nhưng mà đánh nó là điều không thể.
Bởi vì hiện tại thì lượng xuyên giáp của mình rất chi là hạn chế, nên là sẽ tập trung đó là phá một xíu nữa. Thì ná thì mình cũng sẽ phân tích đó điểm mạnh của nó. Thứ nhất, điểm mạnh của ná phải nói đến là sự cơ động. Nhờ cái sự cơ động này mà điểm mạnh của nó là khả năng đầy trụ tốt nữa. Thì tất nhiên điểm mạnh của nó như vậy rồi thì điểm yếu của nó tất nhiên là lường đám thì nó sẽ không sốc đám được. Ở giai đoạn đầu game thì có thể ổn, nhưng mà giai đoạn về sau thì nó chủ yếu tập trung đó đầy lẻ và đầy trụ là chính nha anh em. Hai bên thì bây giờ vẫn đang giằng co nhau thôi, cũng chưa bên nào là có lợi thế quá lớn cả. Giai đoạn đầu game mình hơi thọt một xíu thôi, nên là mình sẽ cố gắng là phá một xíu, cũng như đẩy đường nhá. Món đồ đầu tiên thì mình không phải lên cho nó món đồ đi rừng kiếm truy hồn, mà mình sẽ lên cho nó đó là cái rìu để tăng cái đồ chống chịu một xíu, tránh trường hợp là sốc đám đến tư vị trí của ngô không. Kèm theo đó thì kiếm truy hồn thì bây giờ bị giảm sức mạnh. Ôi pha này được bắt được này, chắc chắn thì pha này có màng rồi, lên bảng điểm số này. Thề luôn ấy, phút thứ 6 rồi mới kiếm được một màng anh em ạ. Thực sự lên cao thì kiếm được một màng không phải là điều dễ dàng. Ví dụ như chơi kim cương tinh anh ấy thì ăn màng cực kỳ là dễ luôn. Bởi vì kỹ năng người ta né thì khá là hạn chế. Còn càng lên cao ấy thì kỹ năng người ta cũng cao hơn nữa, thì thực tế thì mình chơi ná thì nói hay ấy thì chắc chắn là không phải rồi. Đó là điều bình thường anh em. Hơn nữa thì mình cũng khá là ít chơi ná nữa. Trước ấy thì mình hay lái kéo rành anh em ấy, thì cũng hay chơi ná nên là kỹ năng của mình cũng khá là tốt. Dạo gần đây thì ít múa hơn nữa anh em. Bởi vì bây giờ thì ná cũng gián tiếp bị giảm sức mạnh đến từ đó là kiếm truy hồn, cái phức hợp kiếm nữa ấy. Hiện tại thì thế trận cũng đang ngang nhau thôi, 9-7 dành cho hai bên. Với thế trận này thì cũng ổn rồi, cũng chả có vấn đề gì cả. Ôi, tem mình lên bảng điểm số 3 người luôn rồi, ôi nhanh vậy. Thực tế ở trận đấu này khá khó chịu ấy. Anh em thấy thì tem bên địch hai chất tướng cực kỳ là trâu bò, đó là Grack cũng như đó là A Thú nữa. Mà tem bên mình thì toàn máu giấy. Xíu nữa mà nó vào chịu được đám thì ngộ khống nó gõ cho thì thôi xong luôn đấy. Thôi rồi lừa mời luôn. Nhưng mà tình cảnh này ấy, muốn kết thúc trận đấu sớm cũng là khá khó rồi. Thì ở trận đấu này mình sử dụng đó là bộ trang phục gọi là B-Boy công nghệ anh em. Bộ trang phục này trước thì cũng là hot đấy, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó cũng có khá là nhiều bộ trang phục đẹp rồi. Thì thay vì đó lên cái thương xuyên phá như thường lệ nhá, mình sẽ lên cho nó kiếm Muramasa. Bởi vì tem địch thì cực kỳ là trâu bò anh em ạ. Mình mà lên cái thương xuyên phá thì chắc đánh A Thú như gài ngựa luôn. Ôi ngô không, chơi không, chạy đâu rồi nhỉ? À chạy à, có mà chạy lên quần hất tung nhẹ một phát nữa này, ngon anh em. Tự nhiên là lùm được mạng của ngô không, ôi bắt luôn Natalia tem địch này, chạy đâu bạn ơi. Hất tung này, ôi pha này nó sử dụng chiêu cuối thì miễn hiệu cũng khống chế rồi. Nhưng mà không vấn đề gì cả, dù sao thì giá tá của tem mình cũng ăn được mạng của Nata rồi. Thời điểm hiện tại thì ná chủ yếu là dựa vào sự hồi phục ấy, thì chủ yếu dựa vào đó là bảng ngọc nha anh em. Còn về trang bị thì gần như đó là không thể rồi, trừ khi anh em lên quỷ kiếm, mà quỷ kiếm thì chắc có lẽ là ít người lên. Gần như đó là rất chỉ là ít, trừ khi đó là anh em không có ngọc cút máu mới lên quỷ kiếm thôi. Còn bình thường thì nà anh em sắm cho mình đó là ngọc 16%, đó là hút máu nhá. Phun hút máu luôn anh em, ôi pha này thơm. này thì mập này. Này thì đầu game kéo này. Thực tế ná mạnh á, mạnh là tâm trước phút thứ 12 nhá, sau phút thứ 12 là bắt đầu. Đó là ná yếu dần đi, thực tế thì không phải là ná yếu dần đi, nhưng mà đối phương đó là mạnh dần lên anh em ạ. Bây giờ sẽ ăn đó là con ta thân xê giá này nhá. Ăn con ta thân xê giá này thì giúp đó là tém mình sẽ cống trụ dễ dàng hơn của con rồng tiến phóng ấy. Về phù hiệu dành cho ná thì mình vẫn sử dụng đó là bầu phù hiệu má tính thôi. Với ná anh em có thể là sử dụng chuyển sinh hoặc là má tính. Má tính thì giúp anh em đó là luôn luôn mạnh. Còn chuyển sinh thì giúp anh em là lỡ lên bảng điểm số phá thì ra luôn. Trước phút thứ 12 nhá, sau phút thứ 12 thì gần như đó là không thể rồi. Ôi pha này liệu có bắt được ai không? Bắt được ai không? Rồi có mục tiêu rồi. Lên bảng điểm số này lùng ngáy rồi là màng siêu Việt này. Nhưng pha này thì chắc có lẽ 36 kế. Chua là thường sạch thôi.
Ôi, ba người hành quân, ôi đuổi theo mình. À, này thì đuổi này, này thì đuổi này. Lâu không chơi vào làm trận đó là mở màn luôn, tay nó cứ rít rít anh em ạ. Nhiều khi di chuyển hơi khó một xíu ấy. Chơi ná là phải bôi phấn, bôi kia kìa. Mình mới vào chưa đó là vào phòng chưa tập trung được anh em. Thế là nhiều khi đó là vuốt chiếu nó không, tức là nó không mắc, không mắc ping luôn ấy. Ôi ôi, định làm gì đây, định làm gì đây. Ôi, hai người nhá, chơi chơi mà chơi gọi đồng đội, chơi mà chơi gọi đồng đội. Mình lên đó là cái rìu nên là ngộ không không sóc đao được mình anh em ạ. Trời trời, nó với tỷ mố nha, nó với tỷ mố nha. Đang gọi là solo cứu ngon lành rồi, ai dè ông A Thu ông xuất hiện luôn. Rồi pha này lại chơi được đấy, mình sẽ cứu này, mình sẽ cứu này. Bắt luôn rồi là xạ thủ tém địch này, chơi luôn. Ôi, xạ thủ tém mình đâu rồi? Mình ăn được xạ thủ tém địch rồi này, ăn luôn rồi là thu này thì đuổi theo này. Này cái tôi đuổi theo này, double kill liền. Thơm liền, thơm liền. Người ta đã bỏ chạy rồi thì cho người ta con đường sống với. Cho người ta con đường sống cũng là tạo cơ hội dành cho chính mình. Nhưng mà ông A Thu không nghĩ vậy. Tao phải rượt, tao phải rượt. Và cải kịt. Ok, pha này sẽ vào lấy trù nhá. Lấy trù này. Ôi, bắt luôn, bắt luôn. Ôi, tôi sống rồi. Ôi ôi, mình tưởng là chạy được rồi, ngon rồi. Ai dè ông Natalia ông bật cái tốc hành lên, ông đuổi theo mình luôn. Phá đầu không đủ đám diệt xạ thủ nó anh em ạ. Gọi là bắn vào hơi xấu ấy. Một phá gọi là hơi sai lầm. Ôi ông Gio mà tên mình đi SP thế này thì toang. Trận đấu này thì phá đầu đúng là mình sai thực sự anh em ạ. Bắn vào hơi xấu ấy. Cứ tưởng là ăn được xạ thủ của tên địch, rụt ra gọi là nhẹ nhàng, giống nhẹ từ lông hồng ấy. Ai dè là đấm sâu quá ra không được. Với trang bị thì mình lên đó là cho nó cái rìu nhá. Thời điểm hiện tại thì kiếm truy hồn cũng bị giảm sức mạnh. Hơn nữa thì mình mà lên kiếm truy hồn thì mỏng mảnh quá anh em. Mình lên cho nó rìu rồi dây kiên cương, kháng ít hiệu khống chế. Ôi ôi ôi, ngô khỉ chơi không? Solo này. Solo mình chơi được. Chạy đâu? À, lại kêu hồi rồi, lại kêu hồi rồi. Nó vui tỉ mô cả. Chơi toàn chơi kêu hồi anh em. Ôi đông thế, đông thế thì chạy thôi, đông thế thì chạy thôi. Thì mình đang phân tích về biểu đồ nhá. Đó là rìu rồi dây kiên cương rồi Muramasa nhá. Trận đấu này mình bên màn trâu bò Muramasa đi. Ôi ôi pha này, ôi tưởng là bắt được ông A Thu nhưng mà không ổn đâu. Nó chạy nhanh quá anh em. Rồi pha này này, bắt này, chạy đâu, chạy đâu. Natalia này thì dám đuổi. Không ổn này. Mất chiêu cuối rồi, trả thù được Natalia anh em ạ. Nhưng mà mình thì cũng phải lên bảng điểm số luôn rồi. Tém mình chát 4-5. Thế tệ thì ông Diêu mát đường vang cũng ổn mà. Xong. Thực tế bây giờ con bà tay mình rất chỉ là khó để đánh anh em ạ. Phụ thuộc vào là hai giấc tế khá là nhiều. Ôi mấy ông này sao đâu hàng trời. Từ chối chán anh tốp. Ôi, có vẻ là nghe mùi toáng, hơi toáng anh em ạ. Bây giờ mình mà lao ra là rất chỉ là khó chơi nha. Gơ rác cũng như là á thú thì nó quá trâu rồi. Thì bây giờ phải lấy đó là điểm mạnh của đó là ná mà phạt hủy thôi anh em. Bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ đẩy lẻ rồi. Mình đẩy lẻ ấy thì tém địch ít nhất là phải cử đó là 1 đến 2 người về dự trù. Khi đó thì tém mình mới có lợi thế được anh em. Đây, pha này thì mình tập trung đẩy lẻ này. Farm xong con búa xanh này, lấy đó năng lượng. Hiện tại mình đang thấy sai đó là 1, 2, 3 người của tém địch nhá. Thì chắc chắn rằng đó là tém địch sẽ cử về đó là 1 đến 2 người. Ôi pha này ngon này, ôi cơ hội là đấy, cơ hội là đấy. Tém địch thì đang combat thắng. Đó là ở đường giữa rồi. Nhưng không vấn đề gì cả. Cho dù các bạn thắng, cho dù các bạn khỏe, làm gì đi chăng nữa thì lấy trù nhà chính mới quyến được. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Nếu thấy hay đừng quên like và đăng ký.